Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ đất nước Mỹ các bạn nhé, Chevrolet. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze thì cũng đã có hai phiên bản, phiên bản LT là phiên bản số sàn và phiên bản LTZ là phiên bản đủ, phiên bản số tự động các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị và các bạn chiếc xe này đây ở phiên bản LTZ, phiên bản số tự động, bản đủ rồi các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2016 các bạn nhé. Và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và bản LTZ này là cái phiên bản đầy đủ hết đồ rồi các bạn ạ. Phiên bản full option, từ khóa thông minh, đè nổ, start stop, điều hòa tự động, cửa sổ nóc, đèn pha, hệ thống đèn pha auto, có cả đèn LED ban ngày các bạn nhé. Và đèn auto này có cả đèn đánh auto là cảm biến theo góc lái nhé, tức là đánh lái bên nào đèn bên đó sẽ sáng đấy, và gạt mưa cũng auto. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cơ số đồ, ví dụ như là màn hình Android, camera hành trình, camera lùi và thảm sàn 5D các bạn nhé. Chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và giá chiếc xe này chúng tôi cũng đã để ngay tiêu đề của video rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LTZ 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài cũng như là về cái phần thân vỏ, xem có bị tai nạn, xem có bị đâm đụng gì hay không các bạn nhé. Chiếc xe này là màu đỏ rất là đẹp các bạn nhé, một chiếc xe sedan hạng C rất là đẹp rồi quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài thì rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị tai nạn gì đâu. Cho nên là nhìn nước sơn bên ngoài còn rất đẹp nhé. Cái nền các bạn xem này, đâm đụng hay không là quý vị bạn xem về cái phần nền này. Nền rất phẳng này, đây các bạn xem nhé. Từ những cái tai, cánh cửa trước, cánh cửa sau, hông đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất đẹp luôn này. Một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ các bạn nhé. Và đặc biệt thì các bạn thấy đây ạ, chiếc xe lăn bánh được hơn 6 vạn rồi. Từ 2016 đấy đến 2021 thì chủ xe thay cả một cái dàn lốp này, cả một dàn lốp và diton từ 2021 luôn nhé. Chủ xe thay lốp đúng theo định kỳ 5 năm thay một lần đấy ạ. Đấy, 2021 cả dàn, và từ 2021 đến nay là 3 năm rồi mà cả một cái dàn lốp này còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, cả một dàn lốp thì chủ xe mới thay. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cứ yên tâm nhé, chỉ việc có đổ xăng vào và chạy thôi, không phải làm cái gì đâu. Về cái phần dọn dẹp thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi. Đấy, và lốp thì đã thay rồi, còn rất mới, rất là đẹp đây. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe thì các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp, toàn bộ từ ca lăng. Đấy, toàn bộ từ ca lăng cho đến lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn các bạn này, đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Và xe thì cũng đã được trang bị là hệ thống đèn auto, và chủ xe đã lắp thêm cái đèn bi xenon màu xanh này. Đây, lắp thêm màu thôi các bạn nhé, chứ còn là nguyên bản của chiếc xe này thì cũng đã có bi xenon rồi. Lắp thêm cả đèn gầm cũng là đèn bi đây các bạn này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn nhá. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện các bạn nhé, gương gập điện rồi. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa đấy ạ. Bấm tay cả cánh bên phụ này, đấy, cả cánh sau này, bốn cánh này đều được bấm tay để mở cửa luôn các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe Chevrolet Cruze. Và nhìn từ đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ,
cụm đèn sau cũng còn rất là mới, rất là đẹp này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, đèn rất mới nhá. Phiên bản LTZ, phiên bản LTZ là cái phiên bản đầy đủ các bạn nhé, phiên bản số tự động với cái LTZ, còn phiên bản LT là số sàn các bạn nhé. Chevrolet này, đấy, phiên bản Chevrolet Cruze rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị động cơ là 1.8 nhé, và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố dành cho chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này ạ. Với động cơ 1.8 thì chạy 8,2 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy ở trong đô thị 11,4 lít, còn nếu như chạy ngoài đô thị chỉ 6,39 lít thôi các bạn ạ, cũng rất là tiết kiệm các bạn nhé. So với cùng phân khúc, so với những xe cùng phân khúc của các hãng khác thì phần ăn xăng của chiếc xe Chevrolet này có hơi nhỉnh hơn một chút so với các hãng khác, nhưng thưa với quý bạn ạ, rất an toàn ạ, nhỉnh hơn là cái phần thân vỏ khung gầm của chiếc xe Chevrolet thương hiệu Mỹ này nhá, rất là chắc chắn, cho nên là cái thân xác nó cũng nặng hơn so với những cái dòng xe khác, đi đầm chắc hơn, cho nên là nó sẽ tốn xăng hơn một chút so với các hãng khác các bạn ạ, nhưng đổi lại chúng ta đi rất an toàn, đi rất chắc, nhất là đi vào những quãng đường cao tốc ấy, chạy tốc độ cao thì rất là chắc quý bạn ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn nhé. Và cái phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị cửa nóc rồi này. Đấy, có cửa nóc rồi, đầy đủ option rồi, không còn thiếu một cái gì nữa quý bạn nhé. Một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C này, đầy đủ hết cả option rồi, không còn thiếu gì đâu. Và option cũng tương đối nhiều so với những chiếc xe cùng phân khúc ở các hãng khác quý bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa trước bên lái này, cũng là bấm tay mở cửa này. Đấy, đấy, bấm tay để mở cửa nhé, khóa thông minh này. Keo chỉ là nguyên bản này, táp bi cánh cửa này, keo chỉ này, nguyên bản hết luôn này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và hệ thống đèn auto đấy, hệ thống đèn pha auto, gạt mưa cũng auto luôn các bạn nhé. Đấy, và option của chiếc xe này thì rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, về nội thất thì là cái màu kem rất là đẹp, rất là sáng các bạn này. Đấy, nội thất của chiếc xe này, keo chỉ các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, và rất đẹp đấy ạ. Đấy, cửa nóc. Đấy các bạn này, chiếc xe mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho chiếc xe này. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên luôn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên, táp bi cửa này, rất đẹp. Nội thất đằng sau thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là chiếc xe này của một bạn nữ. Bạn nữ rất là xinh và rất là trẻ các bạn nhé. Bạn đi một mình thôi, gia đình có 2 xe, chồng 1 xe, vợ 1 xe này. Cho nên đằng sau này không có người ngồi đâu, rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, và trần thì rất là đẹp này, cửa sổ nóc đầy đủ rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option của chiếc xe này nhé. Xem Chevrolet cũng đã được trang bị những gì này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, khóa start top này. Đấy, tôi bật cái điện lên nhé, cho quý bạn cùng xem này. Đấy, màn hình Android này lắp thêm thôi các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này, hơn 6 vạn km này. Và đặc biệt ở những chiếc xe Chevrolet Cruze này thì trang bị option các bạn thấy đấy ạ. Vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, Cruze Control đây các bạn này, kiểm soát hành trình đấy, ga tự động. Đấy, Cruze Control này, điều chỉnh âm thanh, tích hợp điện thoại rảnh tay này. Màn hình Android này là chủ xe lắp thêm này. Đấy, trên này có một cái cốp đựng đồ này. Đấy, trên này có một cốp nhé, cái này là cái để sạc điện thoại này. Cổng USB này. Đấy, rất là tiện các bạn ạ. Phải nói là chiếc xe này thì trang bị rất là nhiều option mà chủ xe lại lắp thêm màn hình Android, tích hợp camera lùi, camera hành trình có hết luôn này các bạn này. Đấy, và trần thì rất là đẹp luôn các bạn nhé, cửa sổ nóc này rất là đẹp luôn các bạn này. Vẫn còn quên một cái kính của chủ xe ở trên xe này. Đấy, chủ xe vẫn để kính này, tôi sẽ để vào đây để trả lại cho chủ xe. Đấy, chưa bỏ ra. Trần rất đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái điện này đi, và tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau các bạn nhé. Cốp sau thì có thể bấm ở trên xe. Đấy, có thể bấm ở trên xe hoặc bấm ở trên chìa khóa này, khóa thông minh bấm cốp luôn. Đấy, cốp điện.
toàn bộ keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên luôn các bạn nhé. Keo chỉ cốp sau này rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, cái cốp sau ở những chiếc xe sedan hạng C này thì rất là dài và rất là rộng các bạn nhé. Và đặc biệt ở chiếc xe Chevrolet này thì đương nhiên là không có chiếc xe nào chạy dịch vụ rồi các bạn ạ. Đấy, chiếc xe Chevrolet thì ít người chạy dịch vụ lắm ạ. Đấy, và đây lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn nguyên bản này, 2016 đây các bạn này. Và mới tinh các bạn nhé, lốp sơ cua mới tinh. Và đằng sau này thì các bạn thấy đây ạ, chủ xe cũng đã dán chống ồn rồi này. Cái này là dán chống ồn thôi các bạn nhé. Cái này là keo dán chống ồn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này. Rất là đẹp, cốp điện rồi này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này cũng còn rất đẹp, rất là mới này. Đấy, quý bạn xem này, nội thất ghế da đằng sau này mới tinh luôn các bạn nhé. Đằng sau này thì ít người ngồi đến cho nên là nội thất mới lắm ạ. Đấy, nội thất đều rất mới, rất là đẹp này. Toàn bộ từ trần cho đến những cái phần ghế đằng sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này cũng rất là đẹp này. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy một chiếc xe vừa đẹp vừa mới, option thì lại nhiều. So với những chiếc xe cùng phân khúc thì chiếc xe này thì option có phần nhỉnh hơn những chiếc xe ở cái hãng khác đấy ạ các bạn nhé. Điều hòa tự động, cửa sổ nóc, cruise control, khóa thông minh. Đấy, điều hòa tự động rồi, hết rồi này, option này, ghế này. Cái ghế bên phụ này cũng còn rất là mới cơ các bạn này. Vì bạn chủ xe này đi có một mình thôi. Đấy, đi có một mình thôi cho nên là ghế này còn rất là mới. Đi một mình là một, thứ hai nữa là có bọc ghế các bạn nhé. Lúc nào cũng bọc ghế, đấy, bọc ghế, bọc vô lăng cho nên là vô lăng này còn mới tinh luôn các bạn này. Vô lăng cần số này, tay phanh này đều rất là mới các bạn nhé. Và thứ nhất là bọc bảo vệ, cái thứ hai là chiếc xe sử dụng rất là ít cho nên là nó mới đẹp được như vậy đây các bạn này. Ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Cruze 2016 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít Ecotec đây các bạn nhé. Kết hợp với hộp số tự động. Đấy, và chỉ có trung bình có hơn 8 lít xăng cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Cabo còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên bản này. Toàn bộ còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và rất là đẹp đây. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2016 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này cũng đã lăn bánh từ cuối năm 2016 đến bây giờ là cũng đã được hơn 6 vạn km rồi. Và cái động cơ này thì hôm trước tôi lấy về nó cũng hơi bẩn một chút cho nên là tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ đi rồi các bạn nhé. Đấy, cho nên là cái động cơ này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Với hơn 6 vạn km thôi. Và full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Với chiếc xe này thì thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng xin chia sẻ thật. Chủ xe là nữ sử dụng cho nên là chủ xe gần như là cũng không hiểu biết gì về động cơ của xe. Nhưng được cái là chủ xe lại chăm sóc và bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn. Cho nên quý bạn nào mà không yên tâm có thể check lịch sử ở trong hãng luôn các bạn nhé. Chiếc xe này là chủ xe bảo dưỡng theo đúng lịch nhắc của hãng. Đấy. Và tôi đến tôi mua xe thì chủ xe cũng gọi điện luôn cho cố vấn dịch vụ, là chủ xe lại quen luôn cả cố vấn dịch vụ ở trong xe, trong hãng. Tại vì là chiếc xe này là chủ xe bảo hành bảo dưỡng rất là đều cho nên là quen luôn cả cố vấn dịch vụ của hãng luôn các bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp rồi. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ từ cái phần ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe này rồi. Đấy, phần thân vỏ các thứ đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé.
Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì giá tôi cũng đã để ở ngay tiêu đề của video rồi các bạn nhé. Và tôi cũng xin phép tôi sẽ để giá những chiếc xe ở ngay tiêu đề của video, tại vì là có những người tôi thường là tôi sẽ đăng cái video đầu tiên là tôi báo giá đầu tiên và cuối cùng tôi lại đọc lại giá một lần nữa, nhưng nhiều người xem có thể là không nghe rõ, có người lại bảo không báo giá, cho nên là bây giờ tôi sẽ báo giá ngay ở tiêu đề của video ạ. Chưa xem video chỉ cần nhìn tiêu đề của video là đã có giá của chiếc xe chúng tôi đang bán rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze 2016 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.